Hello anh em. Đêm nay thì bởi vì khá là rảnh rỗi, thành ra là tôi sẽ làm cái clip chơi con Skyrim tiếp nhá. Tại vì là nhiều anh em cũng nhắn tin về page cho tôi bảo là con Ok Skyrim này hả? rất là hay, gái rất là Chơi đẹp game cho xinh, mình. tại sao không Thế chơi tiếp? Nhiều anh em còn bảo với tôi là Ai nhớ nhớ em tộc tiên này quá. Vì em ấy quá xinh. Tôi phải công nhận em ấy quá xinh thật. Rất xinh, mấy hôm không chơi tội nhớ em này lắm. Hello. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chơi trò này nhá. Tôi có một số cái thay đổi so với lần trước tôi chơi. Đây, thứ nhất là cho anh em xem. Thứ nhất là vẻ bề ngoài của thằng nhân vật. Đấy. Sau khi mà nhiều anh em bảo tôi là tại sao lại chọn cái thể loại nhân vật nhìn trông nó xấu thế, lần trước tôi chọn con ốc ấy, rất là xấu, thì hôm nay tôi đã cải tiến rồi đây. Anh em thấy quả nhân vật chính của chúng ta đẹp trai không? Quá đẹp trai luôn, làm gì có thể loại nào đẹp trai bằng, nó thật anh em câu thế cho nhanh. Đấy. Đấy nhá, đẹp trai rồi nhá, không nhớ anh em lại bảo tôi là mẹ là sao chọn nhân vật xấu thế, rất khổ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm cái nhiệm vụ lần trước. Nếu mà anh em còn nhớ thì lần trước chúng ta chơi thì chúng ta có một cái nhiệm vụ là nhưng giờ sau khi mà đến báo cho cái thằng vua ấy ở cái thành ở trong thành ấy thì gặp cái thằng pháp sư và nó bảo mình là cần phải đi đến một cái hang động lấy lại một cái hòn đá gọi là hòn đá Dragon Stone. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ đấy nhá. Đây lần trước là mình ở vào cái thành là thành Wyrun này đây, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái ngọn lên cái ngọn núi lần trước ấy, chúng ta đi vào cái hang để lấy được cái Dragon Stone. Ok. Đơn giản thế thôi. Lần này thì hôm trước nếu anh em còn nhớ là tôi chỉ dẫn theo được hai em gái thôi, thì hôm nay tôi đã dẫn tới hẳn ba em. Làm hẳn ba em đi cùng luôn. Ok, đó. Giờ chạy lên núi thôi. Trước là mình đã chạy cái đoạn lên núi này rồi. Thì hôm nay chạy lại, gâm khổ. Game này thì nhiều anh em cũng hỏi tôi là dùng cái mod nào là tốt nhất. Thì dùng cái mod nào là tốt nhất thì tôi cũng bảo với anh em là để mà học được cái cách để mod ấy thì anh em tốt nhất là lên Google nhé. Đầu tiên là anh em lên Google, anh em search cho tôi cách mod Skyrim. Cách mod Skyrim nó rất là dễ thôi. Nó sẽ dạy anh em một số cái cơ bản là anh em lên mạng anh em đào cái Nessus Mod Manager, đào về máy. Ta sau khi cài game xong rồi nhé, cài game xong rồi lên mạng đào cái Nessus Mod Manager. Sau đấy thì anh em tha hồ lên cái trang web Nessus Mod và anh em download các cái mod về. Nó có rất nhiều mod, mod đồ họa này, mod nhân vật này, mod các em gái này, rất nhiều. Anh em thể lên đấy tìm nhá. Hôm nào mà có thời gian rỗi thì tôi sẽ có thời gian rỗi thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách để mod một cái cụ thể và một cái video cụ thể. Còn hôm nay thì thôi bây giờ chúng ta cứ chơi game tiếp đi đã. Đây lần trước là mình giết được mấy thằng này đây. Nếu mà anh em nhớ là mình giết được mấy thằng này đây. Iron Tanto ấy là. Từ từ tôi xem có lắp được cho em có lắp được cho em này dùng cái dao đấy không? Chuyển cái dao của mình sang Iron Tato. Con này thực ra nó có cái dao những kinh đấy, sát thương 18 cơ. Trong khi con dao này có 7. Hơi cứt thôi. Định ấy nhưng mà thế thôi. Rồi giờ đi tiếp thôi. Chúng ta sẽ đi đến một cái điện thờ nào đấy thì phải. Thấy thằng thằng này là mết. Ở đây rồi, điện thờ đây rồi. Chúng ta sẽ đến cái điện thờ này để lấy cái Dragon Stone. Đến đây thôi. Trò này thì anh em nhiều anh em chê đồ họa xấu nhưng mà nói thật với anh em là ở đây là tôi đã mod đồ họa khá là nhiều rồi đấy. Cái phiên bản tôi đang chơi là tôi đã mod đồ họa khá nhiều, tôi dùng cả cái mod NB tức là một trận cái mod môi trường khá là mạnh của con game này. Tôi đã mod khá nhiều đấy, không ít đâu. Rồi tôi lấy mấy cái arrow đã. Cái gì đây? Kim cương, gold necklace, lockpick, ok lockpick luôn. Rồi.
À từ từ, tôi sẽ lấy cái viên ngọc khi tặng cho em ấy nhỉ. Rồi tặng cho em, tí nữa tôi sẽ tặng cho em người Nhật, em tộc tiên. Bởi vì là hôm trước tôi có đọc trên mạng ấy, là nếu mà chúng ta muốn hôn được nhân vật ở trong các em gái này, muốn hôn được, chúng ta phải cải thiện cái mức độ, gọi là mức độ tình yêu, mức độ quan hệ. Khi mà hai bên ở cái mức độ quan hệ gọi là như nào nhỉ, gọi là tình yêu rồi ấy, chúng ta sẽ có thể hôn được, thậm chí là có thể cưới được. Đó, cho nên ô cái gì đây, bọn này sao chết hết rồi này, này toi hết rồi. Từ tôi xem có lấy được cái đồ gì không. Thôi không cần. Thằng nào đấy? À, láo này. Giết nó luôn. Chơi cung hả em? Chơi cung này. Chơi cung này. Úi dồi ôi. Trông cái dáng chết. Ok, ngon rồi. Mẹ team bay mày đi cùng mình thì thôi, làm gì nữa. Từ đó cho anh em ngắm lại vẻ đẹp của thằng nhân vật này sau khi tôi tạo. Đẹp trai lắm. Nhiều anh em trước chê tôi là tại sao lại làm thằng nhân vật xấu thế, thằng tôi tự ái, tôi phải đi tôi tạo lại. Đấy, anh em thấy chưa? Quá đẹp trai luôn, làm gì có. Siêu đẹp trai. Ủa, em người Nhật đứng sau kìa, nhìn mình với ánh mắt mẹ kiểu như đắm đuối. Quá đẹp trai, chả nhìn đắm đuối là đúng. Rồi. Hôm lần trước là tôi chọn cái thằng nhân vật óc có vẻ hơi không tương xứng với vẻ đẹp của mấy em này. Lần này tôi tạo lại, nhìn cho nó ngon nghè. Em có các anh em mẹ bảo nhìn kinh quá, bằng tiếng tôi. Ok, chúng ta sẽ đi sâu vào đây. Mục đích là đi lấy cái Dragon Stone. Đi sâu phết đấy. Đây rồi, từ từ đã, chưa chị đã có thằng rồi. Tôi lấy cung nữa. Ơ mẹ, chết rồi, vứt mất cái cung rồi. Mày, thôi đành dùng kiếm vậy. Tấn công nhanh. Sorry cưng. Mày láo này, các em đâu? Các em gái của anh đâu rồi? Toi rồi. À, cái rìu này có vẻ mạnh hơn. Rìu này chém mạnh hơn, lấy vàng, lấy đuốc. Ok. Cái này như nào đây? Gì đấy? Ui mẹ. Gạt phát bị nó bắn mới kinh. Đúng rồi, mình phải tìm cách để mở lấy cửa này ra. Đây, ở đây anh em có thể thấy là nó có ba cái hình. Ba cái hình, thứ nhất là hình con chim này, hình con cá này, hình con đại bàng này. Chúng ta sẽ phải sắp đúng theo cái hình ở trên này này. Ôi em kia hát hay thế. Em người Nhật hát hay thật. Thỉnh thoảng nó hát cái nghe rất là fun nhá. Đây, thứ nhất là con rắn. Con ở giữa đang bị mất. Cuối cùng là con cá. Bây giờ để ý ở phía dưới. Đây, có một cái bị rơi xuống dưới đây, là con rắn đây. Thì chứng tỏ là cái ở cái giữa cũng là rắn. Nó sẽ là rắn, rắn và cá. Đó, mình sẽ đổi cái này thôi, thành rắn, rắn và cá. Rắn. Rắn đâu? Rắn. Cá, ok. Mở thử cửa xem nào. Đấy, yeah. Đơn giản như vậy thôi. Tôi lấy thêm lấy mấy cái này về tôi tặng em kia. Hunting bow đây rồi. Có hunting bow rồi. Tí nữa tôi sẽ tặng cho em người Nhật. Cái gì đấy? Chó má ở đâu ấy? Ui lợn, à đâu, cái con chuột chứ. Chuột to vãi mẹ, chuột thành tinh.
Thôi đi thôi. Lại chuột thành tinh. Đéo lắm chuột thế. Cái gì à? Như có mấy đứa đang đừng nói chuyện với nhau thì phải. Tôi nghe là có giọng nói chuyện. Đây là cái mạng nhện. Ủa cái gì đấy? Uê, mẹ con nhện to thế. Ủa kem ơi. Kinh không? Kem gái la vào chiến với nhện luôn. Bắn chết nó đi em. Để anh giải quyết. Đấy. Để kem gái mẹ bắn nó trước xong mình vào giải quyết. Cái mới hay. Cái gì đấy? Thôi là ai? Cắt cho tôi xuống trước khi có chuyện gì khác ập đến. Rồi, hỏi nó móng vuốt vàng ở đâu. Thầy nó biết cách kết hợp. Đưa móng vuốt trước cho tao. Ok, đưa thằng này xuống. Làm sao đưa nó xuống nhỉ? Đã rồi, ok rồi. Ơ, thằng Doc này. Mày chạy đâu con? Mày láo à? Lừa anh hả em? Đuổi thông anh. Lừa tao này. Úi dồi ôi. Một phát vào người. Số phận của những thằng dám lừa đảo. Iron Sword. Đó, lấy cái kiếm này được đấy. Golden Claw đây rồi. Hai handmade. Từ từ đã. Imperial Sword sát thương 11. Iron Sword sát thương 10. Ơ thế mình đang dùng kiếm này đang hơn chứ. Lắp thêm cái mũ này vào. Rồi. Cho cái mũ này vào thì nhìn không được đẹp, vẻ ngoài không được đẹp trai như bình thường mà thôi. Chấp nhận. Đi tiếp thôi. Tiếng gì đấy? À mẹ. Xác ướp à? Vãi. Này thì mày xác ướp này. Xác ướp này. Láo à con. Em tiên kia ngon ấy, nó còn hồi máu cả cho mình, healing cả cho mình luôn. Còn thằng sát nào đấy ra luôn đi. Biết ngay là thằng này mà, chặt luôn. Mẹ mấy con đi theo mình khỏe vãi. Giống hiểu mình là nhân vật chính là chúng nó là nhân vật chính luôn. Xuống đây đi các em. Hai con cung một con phép. Ê ê ê ê ê ê. Mẹ nó đánh kinh thế nhở. Ansen Not Bow con này sát thương 9. Từ từ tôi xem cái cung của mình sát thương mấy. Hunting Bow sát thương 8. Được rồi. Đi lấy cái Ansen Not Bow rồi đi. Con này còn sát thương 12 cơ. Thì chuyển sang cầm cái này nhỉ. Con này sát thương 11, con này sát thương 12. Ok. Ấy. Có gì ngon rồi. Cái gì đây? Ủa ôi. Cái này phải căn chạy qua nhanh. Chạy 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 chạy. Giật cái này xuống. Mấy em kia đi qua bị nó chẹt, bị nó cán đau thế. Khổ thân. Khổ thân em Tania bị nó chặt cho. Mày láo đi. Đánh cho luôn. Mấy cái này như là mấy cái mà thả xuống là nó sẽ cháy này. Từ từ đã.
rụng xuống luôn. Đấy, biết ngay mà. Cái rụng xuống nó sẽ làm cháy, tạo thành lửa. Rồi, hết cháy rồi. Ui mẹ con thằng này. Tiên sư chúng mày. Mình cứ gần hết máu phát được em kia healing ngon thế. Công nhận đi cùng em đấy lợi quá. Rồi đi sâu vào trong thôi. Có thằng nào đây không? Biết ngay mà. Một con đuổi. Mày láo này. Cái em gái đâu? Mấy em gái đi theo mình khỏe quá. Đùa khỏe phải cứt. Iron Greatwood lấy vàng nữa. Trong này vũ khí là nó có hai loại, vũ khí cầm một tay và vũ khí cầm nhiều tay. Đi sâu vào đây rồi. Mình vẫn phải là nhiệm vụ đi lấy cái Dragon Stone. Không biết là cái Dragon Stone ở đâu. Con người Nhật nói nhiều thế. Nhiều lúc không có nó nói thì cũng mất vui nhưng mà nhiều lúc con nói nhiều quá. Ô, cái gì đây? Ngon đấy. Có ấy rồi. Có cái khiên mới. Khiên này thì mức độ chịu đam nó ít hơn nhưng mà nó đẹp hơn. Tôi vẫn thích cầm cái nào đẹp. Cầm nó đẹp nhìn nó sướng. Sợ đếch đi. Mình có kem gái bảo vệ. Nhiều anh em hôm trước comment bảo tôi là hèn quá, toàn dựa vào gái. Rồi mấy khi được dựa vào gái đâu phải dễ. Tôi nhắc lại là cái con Skyrim mà tôi đang chơi nhé, nó là cái phiên bản Legend Edition tôi mua trên Steam. Anh em có thể lên mạng search ở trên trực tiếp game.com cũng được, hoặc là anh em có thể lên mạng search cái con Skyrim phiên bản Legendary Edition ấy, tức là nó bao gồm cả phiên bản gốc lẫn từ từ đã, phiên bản gốc và cả các phiên bản mở rộng. Mày láo này. Cái này sát thương nó rất là cao nhưng mà nó phải dùng hai tay. Tôi không thích dùng lắm bởi vì tôi muốn một tay thì có khiên, một tay thì có vũ khí. Rồi đi vào đây rồi. Cái gì đấy? Mẹ sao vừa vào đã nghe đấy mẹ. Tiếng gì đó đéo đúng. Ấy dạ. Lại phải chạy qua rồi. Ôi mẹ đông lắm. Các em kia sang đi. Giật cái này đã. Mày láo này. Có thằng nào nữa. Đi xuống đây cưng. Chúng mày xuống đây. Chúng mày xuống đây. Đi xuống đây. Ôi chết rồi, bắn trượt cái kia rồi. Chúng mày xuống đây. Thằng kia đi xuống đây nốt, chết cháy luôn. Ngu. Quá đơn giản. Có thằng nào không? Mẹ tối om này. À đây rồi, đi sang bên này thôi.
Cái gì đây? Uầy mẹ, đằng trước có một cánh cửa. Cửa này như kiểu là mẹ cửa. À có một cái mình phải nhét cái tay cái tay sắt mà lúc nãy mình lấy được của cái thằng khốn nạn kia ấy. Đây từ từ đã. Đồ đâu? Hòm đồ có cái tay này. Golden Claw này. Đấy, Golden Claw. Xoay cái này để nhìn ba cái vị trí của nó đây. Đầu tiên là con trên cùng là con gấu, thứ hai là con chim, thứ ba là con cú. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Ở trên cùng sẽ là con gấu. Mình sẽ quay ra con gấu thôi. Ok, thứ hai là con chim. Thứ ba là con cú. Quay đúng sau đó ta nhét cái tay vào thôi. Cái đoạn này thì tại sao tôi biết? Tại vì là tôi từng chơi con game này trước rồi. Tuy nhiên là tôi chơi lâu rồi, lâu lắm rồi. Tôi chơi phải có khi cách đây đến rất nhiều năm. Rồi đấy, nhét cái này vào thôi. Ngon rồi. Ok, đi vào trong. Ây, đã mở được cửa. Trong này có gì không? Cái gì đấy? Ui mẹ, trong này có cả một cái động. Ui mẹ, rồi rước lắm thế. Từ từ đã, xem cái Dragon Stone có phải trên này không. Hòm gì đây? Vàng. Ô. Thế thì quái nào, cái gì đây? À, mình đang học tiếng thét của rồng. Học được quyền năng tiếng thét của rồng đây. Đấy. Mình học được tiếng thét của rồng. Đấy mẹ, thằng nào ra rồi. Từ từ đã, tôi sẽ chọn cái phép thuật của mình nữa. Nãy là mình học được cái phép thuật là phép thuật Unrefining 4. Mình cần phải có cái Dragon Soul để active cái phép này lên. Nhưng mà mình có frame mà. Có phép frame mà. Bắn lửa luôn. Chết chưa con. Mẹ chùm đơn giản vãi. Cái này là cái rìu này có set đấy. Có thể dùng set. Dragon Stone đây rồi. Ngon cơm rồi. Thôi lắp lại vũ khí thôi. Dùng phép thì cũng được thôi nhưng mà... Từ từ đã. Tôi cho em này dùng... Hai em có một em bắn cung và em bắn phép rồi. Em này bắn cung nữa thì hơi phí. Tôi cho em này dùng... Thử cho em này dùng vũ khí xem sao. Đầu tiên là mình sẽ vứt cái... Vứt cái này sang cho con này. Nói mình sang mình lấy hết cái đồ hunting bow của nó. Lấy cả steel arrow. Đấy. Nó sẽ tự động nó sẽ dùng luôn. Dùng cái vũ khí là cái kia. Anh em thấy chưa? Ngon chưa? Đấy. Ok, bây giờ đi về thôi. À, từ từ đã. Để em tiên đi ra đây đã. Tôi sẽ tặng em tiên mấy món quà. Giời ơi. Tặng em mấy món quà nhá. Đây, mình chọn Tania. Bảo mình có quà cho nó. Đấy, bây giờ bắt đầu tặng vòng cổ vàng. Tặng ngọc. Đấy, tặng game.
Ok rồi. Ủa phải hôn cái ngất luôn. Tổ sư, anh em thấy chưa, được em nó hôn cho cái gất luôn, vãi cái chưởng. Được rồi, ok rồi, bây giờ đi về thôi. Mình lấy được cái hòn đá rồng rồi, để đi về. Ô, từ từ đã, đi về đâu nhỉ? Nhưng tôi đi nhầm đúng không? What the? Ô, sao đi vào đây lại? Sao đi lại không ra nhỉ? What the fuck? Hay là do mình chưa làm cái gì đấy? Lấy hết đồ rồi mà. Có gì chưa lấy nhỉ? À, ấn vào đây thôi. Rồi tác động cái tay cầm. Quên mất. Tôi quên mất cái chỗ đấy đấy. Thôi ra rồi. Đến Skyrim. Bây giờ về lại cái thành, về lại cái thành mà lúc đầu mình gặp thằng vua ấy. Mình đưa cái hòn đá này cho thằng pháp sư. Ngon rồi. Bây giờ dịch chuyển nhanh về thành thôi. Về luôn Dragon Sword luôn. Thực ra trong con game này tôi nói lại với anh em một chút nhé, là ngoài các cái chủng tộc mà các cái chủng tộc trong game ấy thì nó còn có các cái hội, có các cái phe nhóm nữa. Ví dụ như là trong cái thành mà tôi sắp đến ấy, cái thành chúng ta đã đang đến ấy, thì nó có một cái hội là hội Companion. Hội này là hội mà chuyên chuyên có những cái võ sĩ, nói chung là chiến đấu rất là giỏi. Và khi mà chúng ta gia nhập hội, chúng ta sẽ được rất là nhiều cái lợi. Chúng ta làm hệ thống nhiệm vụ của hội, chúng ta cũng có lên cấp trong hội và chúng ta học được nhiều kỹ năng riêng dành cho chiến đấu. Đấy. Nhưng nếu mà anh em nào mà thích đi theo cái đường là đường đường võ sĩ, đường chiến đấu thì anh em gia nhập cái hội Companion. Ok. Giờ vào đây đưa cái Dragon Stone thôi. Mỗi lần lốt hơi lâu một chút, căn bản là tôi mod hơi nhiều. Thành ra mỗi lần lốt vào trong cái địa điểm ấy thì anh em sẽ cảm thấy đợi nó hơi lâu một chút. Nhưng còn nếu mà chúng ta chơi phiên bản gốc ấy thì nó sẽ lốt rất là nhanh thôi. Ok, vào lại. Thằng pháp sư đâu? Đây rồi. The terminology. Ah, the Dragon Stone of Bleak Falls Barrow. Nó bảo mình có vẻ giỏi hơn những tên cục súc. Tổ sư nó khen mình cứ như kiểu chửi mình. Phần thưởng của tao là gì? Nó bảo là mình phải gặp thằng lãnh chúa thì mới biết được phần thưởng. What the hell? Xong rồi đúng không? Mình đưa cái mình cứ đưa cái Dragon Stone cho nó rồi đúng không? Đúng rồi, đưa cái Dragon Stone cho nó rồi. Cái gì đây? Đã anh thêm con rồng ở gần đây phải? Bố ơi, con nó báo là có con rồng nó đang tiến tấn công ở đây rồi. Thôi bỏ mẹ rồi. Con rồng quyết định tấn công Wyrun.
Mình phải tìm cách để ngăn cản con rầm. Trông em này ăn mặc à? Tổ sư ăn mặc trông sexy thế. Lên gặp lão vua. Ơ phải đợi con này nó lên mới nói chuyện được. Làm trò thế đấy. Thằng lính này sẽ lên kể cho lão vua về con rồng. Chúng tôi nhìn thấy nó đến từ phương Nam, nó rất nhanh. Nó đang tấn công tháp canh. À không, nó chỉ lượn thôi. Tao con rồng nó chỉ lượn qua cái thành phố này rồi xong nó bay đi. Nếu mà anh em còn nhớ là phần trước tôi chơi ấy, là khi mà mình đang sắp sửa bị chặt đầu thì có một con rồng nó hiện ra và chúng ta được cứu sống nhờ con rồng nó tấn công cái thị trấn đấy. Và cái cư dân ở trong cái thế giới Skyrim ấy nó bảo là rất là lâu rồi không xuất hiện con rồng. Nên bây giờ tự nhiên xuất hiện rồng ấy thì nó là cái điềm báo của một cái việc gì đấy, điềm báo của một cái sự cố gì đấy. Và bây giờ nó lại bay đến cái thành phố này nữa. Lão vua, ôi mẹ, lão vua sai mình đi giết rồng. Mẹ, tổ sư chưa đến đã bắt mình đi giết rồng. Tiền đâu cho tao ít tiền mày. Tết nhất đến nơi rồi. À đây, nó bảo là nó đã cho mình được mua nhà trong thành phố. Ngon đấy. Game này không có cả mua nhà, tôi quên mất. Rồi, bây giờ đến cái tháp canh. Mình sẽ cần đi cái tháp canh để tấn công con rồng. Đi giết con rồng. Mệt phết đấy. Từ từ đã, tôi vừa nâng cái mức độ tình cảm với cả em, với cả em tiên rồi. Để tôi từ từ để em nó ra đây đã. Ra đây em ạ. Ra đây. Tôi sẽ bảo em nó hát cho mình một bài hát. Mấy khi bảo em nó hát cho bài. Can you sing for me? Hát đi cưng. Đây nó có một số cái bài viết đấy. À một số cái bài hát đấy. Tùy mình có thể chọn bài não được. Thử tên of the thong. Hát đi em. Rồi ôi mày. Mẹ con tự nhiên lấy lôi đâu ra cái đàn luôn. Kinh. Ôi mấy em này ngồi đây nghe luôn. Hay quá. Bài này không biết là có phải là một bài hát của Nhật thật không. Quá hay. Rồi mấy khi đi đánh nhau xong về được các em gái phục vụ cho như này thì nhất hạng. Thôi được rồi, dừng đi cưng, hát thế thôi. Từ từ tôi thử tặng đồ cho em nó xem có được em nó ôm hôn phát nữa không. Tặng vài món. Xem nào, tặng thêm cái này thôi. Tặng cho mấy hòn ngọc. Vòng cổ nữa. Ôi, úi dồi ôi, mẹ tặng nhiều này không biết có được cái gì không. Ơ, không ổn ít gì à. Từ từ để tôi để tôi hôn thử lại xem. Đây đầu tiên tôi sẽ thử dùng cách này xem được không. Đầu tiên mình sẽ phải chia tay con này trước, split up con này trước để nó không phải là người, nó không phải là người người đi cùng mình đã. Ôi nó khóc kìa. Ôi anh chỉ giả vờ chia tay thôi làm gì mà khóc kinh thế. Ok. Ấy, đây rồi, kiss đây rồi. Đấy, tức là đây là tôi đã nâng cái mức độ mối quan hệ với con này lên cái mức độ chúng ta có thể cưới được rồi đấy.
Nhưng mà trước tiên ta sẽ hôn trước, xem hôn như nào. Ô, cái gì đấy? Mẹ, cái gì đấy? Tự nhiên lùi hết cả quần áo này. Ủa ôi. Ủa ôi. Vãi cả cứt. Ôi. Vãi cả trường. Mẹ, ủa hôn kìa. Úi dồi ôi. Ôi trông mặc mỗi quần lót không kìa. Mẹ, tôi bó tay rồi. Ôi hôn kiểu gì này? Mẹ làm cái gì này? Vãi cả cứt. Ôi được chưa? Ừ. Mẹ hôn xong ngất mẹ rồi. Ok. Hôn xong đơ mẹ ra kìa. Bó mẹ tay. Trò tục vãi. Ok, từ từ đừng chạy, đừng chạy, chạy, đừng chạy, đừng chạy. Từ từ đã, nó sắp đi rồi. Từ từ đã. Qua đây với anh. Ui giời ơi, gớm khổ. Được chưa ạ? Từ từ tôi mặc lại quần áo đã. Sao hôn có mỗi phát mà mẹ tụt hết cả quần áo. Mai cả cứt. Rồi mặc quần áo cho em nó phát. À đây mình trang bị cho nó thôi. Ok rồi. Mặc quần áo lại rồi. Hay cực cứt. Được rồi. Bây giờ tiếp tục đi làm nhiệm vụ thôi đấy. Hôm nay tôi cho các anh em mẹ xem cảnh hôn hít nhá. Hôn hít em này mẹ. Bây giờ thành như kiểu mẹ bồ rồi. Hôn lại còn phải cởi quần áo trước xong mới hôn, kinh. Lại còn giữa thanh thiên bạch nhật mẹ. Mẹ giữa cái nơi hội họp của mẹ nhà vua luôn, à của lãnh chúa luôn. Nếu nể nang ai. Được đấy. Công nhận. Có hứng chơi con game này. Từ từ tôi sẽ nâng cấp cái mối quan hệ của mình với cả hai em kia nữa. Xem thỉnh thoảng hôn nhau phát mấy khi nhỉ. À từ từ, sẽ mất mấy cái kiếm mà thì đéo nào. Rồi. Từ từ tôi xuống cái mình đang có bao nhiêu vàng? 126 vàng. Tôi nhớ là trong cái nhà này. Ôi con này có cái kiếm đẹp thế. Mày làm nào lấy được cái kiếm này? Tổ sư. Tôi nhớ là trong cái Abandoned Man này, quán rượu này còn có một cái con cho phép mình thuê cơ. Không rõ có đúng không. Tôi nhớ là có một con nó ngồi uống rượu. Đây này. Thuê em này đi, em này cũng khá là xinh. You'd be dead in 6 seconds. And why not? 100 gold says I knock your hide to the ground. Just fists, no weapons. À đấm nhau đã vãi. Let's go. Ôi. Ôi kìa mẹ sao đấm nhau này? Mẹ đấm nhau với con này mà kinh. Đấm nhau với anh à? Đấm nhau à? Mẹ đấm nhau với gái mà đéo thắng thì thôi. Đấm anh à em? Đấm cho đấy. Con này khỏe phết đấy. Ôi đấm mẹ máu mẹ đây ra rồi. Đấm luôn. Bất phân thắng bại phết đấy. Cố lên, nó sắp chết rồi. Nằm chưa con? Rồi ôi nằm chưa em? Láo hả cưng? Ôi trông cái dáng đang nằm này. Ai cả cứt. Được chưa? Sợ chưa? Thôi được em kia búp máu rồi. Từ từ đã nói chuyện em đã. Ui em này ngon đấy chứ. Được đấy. Từ từ đã.
Con này muốn vào hội Companion ấy, cái hội mà võ sĩ nhưng mà bọn võ sĩ nó không cho vào. Thôi mẹ, đánh nhau lâu lắm thế làm nào. Có chửi mình hen chứ. Tủ sư con này làm nào phải thuê được em này nhở. Từ tôi phải xem làm nào thuê được em này. Em này ngon nay mà không thuê được mẹ. Ăn mặc trông ngon vãi. Khỏe nữa chứ, cao chứ. Con này phải cao nhất trong cả cái đám mà mẹ đi theo mình. Cao vãi. Thôi rồi, mình đi quá xa để tưởng có thể thuê được con này đi cùng mà không thuê được. Thôi quay trở lại với nhiệm vụ thôi. Đi giết con rồng, đi đến cái tháp canh. Đêm mẹ rồi. Hãy ngủ giấc nhỉ, từ từ đã. Đánh nhau con kia còn mất, đáng lẽ mình phải lấy được vàng ấy nhỉ? Mình thắng mà thế đéo nào mình lại còn có 26 vàng. Thôi vào ngủ đã. Thuê phòng ngủ sáng mai đi giết rồng. Ở đây nó còn cho mình quét đây này. Ô, từ từ. Quét lúc nào nhỉ? À đây tê. Ui. Thế này đi mẹ. 11 giờ đêm mình sẽ ngủ 8 tiếng. Đỡ phải thuê phòng. Bây giờ tôi biết hóa ra con game này nó có một cái nút là nút T nhá, nhớ anh em nhá. Nút T là cho phép mình có thể đợi được đến sáng luôn. Mẹ con này có đứng đây xoa ngực đéo gì này. Rồi trời sáng rồi. Sáng bảnh mắt sẽ phải đi giết rồng. Tiếng đéo thở mộc hộc. Mấy thằng này là ai? Từ tôi xem cái vị trí mình đến cái tháp canh để xem con rồng ở chỗ nào đã. Bật map lên. Tháp canh ở đây rồi. Tháp canh phía tây đây. Mình phải đi đến đây rồi. Ok, đi thì đi. Trong con game này thì tôi nói qua một chút về cái vấn đề mod ấy. Thứ nhất là tôi đã mod cái NB. Thì cái NB mà tôi mod ấy nó là cái gì nhỉ? Techni gì đấy NB ấy. Anh em mà có search Google thì anh em cứ search cái sử thử là cái tech NB ấy. Nó sẽ ra ngay cái NB mà tôi dùng. Bởi vì là cái mod NB ở trong của cái game này nó có rất nhiều các loại NB khác nhau. Thì tôi chọn cái gọi là cái gọi là tên nó gì nhỉ? Techni cái gì NB ấy. Anh em xem cách cài cái đấy. Sau đấy là anh em tìm một số cái hiệu ứng thời tiết ấy. Hiệu ứng thời tiết nó có được cái thời tiết đẹp này này. Đấy, nhìn bầu trời nó thật như này nó không phải là chuyện tự nhiên mà là mà game này nó có bầu trời đẹp như này đâu. Ánh sáng này rất là đẹp. Rồi là trên núi nó có mây phủ các thứ này, không phải ngẫu nhiên mà có đâu. Cái này là do tôi cài thêm mod là thời tiết đấy. Kể cả là đi ở dưới đất nó có cỏ như này nhá. Cái việc mà có cỏ như này cũng là cái mod đấy. Tôi mod thêm cỏ đấy. Không phải ngẫu nhiên mà mình đi ở đây nó có một cái đồng cỏ đẹp như này đâu. Nói thật với anh em câu thế cho nhanh. Đây mình đang đi đến cái tháp canh này. Con này đây rồi. Con tướng của thằng vua đây. Thằng phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Thử xem con rồng còn trốn quanh đây hay không. Ok. Ô, nó vừa tấn công cái tháp rồi. Cháy mẹ hết này. Vãi. Nó vừa đốt cái tháp này. Chắc mấy thanh niên đấy chết mẹ hết rồi. Và xem còn ai còn sống không. Hockey và To vừa bị chộp khi họ đang cố gắng chạy trốn. Sao? Cái gì đấy?
Rồng đâu đấy? Ôi, nó quay lại rồi. Bỏ mẹ tôi rồi. Đâu, rồng đâu? Ủa, cái gì đấy? Ủa, đây rồi, mẹ rồng đây rồi. Phải cứt. Được rồi, từ từ đã. Để tôi trang bị phép đã. Lấy lửa luôn. Mẹ rồng đâu? Bắn luôn. Rồng hả cưng? À, mày xuống đây. Bay đâu? Bắn luôn. Hết mẹ mana rồi. Hết mana, hết mana. Thôi, dùng vũ khí cho lành. Mẹ con này máu nhiều thế, máu trâu thế. Hạ xuống đây. Nó hạ xuống rồi. Ủa ơi. Tờ tao lấy cung nữa. Hạ xuống đây con. Mày láo này. Ủa ơi. Từ từ thôi cưng. Nó gần hết máu rồi. Xuống đây. Bắn đấy. Máu me đầy ra rồi. Con này sắp toi rồi. Hạ xuống đấy. Hạ xuống đi. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tìm kiếm xem nào. Vàng. Steel Hammer. Mấy cái đồ vớ vẩn, vảy rồng. Vảy rồng mới làm quái này. Vảy rồng, xương rồng. Ủa, cái này đắt thế. 500 tiền. Lấy đây mang đi bán. Chết rồi. Con rồng biến mất luôn. What the fuck. Ủa, cái gì đấy? Bắn cái gì vào mình ấy? Đệt. Ui. Vãi, mình bị làm sao đây? À, mình học được mình có được năng lượng của rồng rồi. Có năng lượng của rồng rồi. Thằng đó bảo mình là Dragon Ball. Như của mình là mẹ được người được chọn ý. Người Dragon Ball là cái người mà có thể lấy được cái sức mạnh của bọn rồng. Có phải ai là anh vừa lấy được cái sức mạnh con rồng đúng không? Nó bảo là mình thử hét, thử tiếng hét. Tiếng hét là một trong những cái phép của con rồng, một trong những cái đòn của con rồng. Ôi, mẹ chứng tỏ mình là người được chọn. Tổ sư em này cười tươi thế. Từ từ bây giờ làm nào để được tiếng thét nhỉ? Đây đúng không? Chọn cái này thôi. Ấn Z để thét. Thử xem nào. Ấy, kính chưa? Đấy là một trong những cái phép. Một trong cái phép mà sau khi mình giết được con rồng, mình lấy được năng lượng. Mình là Dragon Ball. Con này nó không tin là mình là mẹ là Dragon Ball. Nó bảo nó không cần một Dragon Ball trong thần thoại, tức là mình là người trong thần thoại. Vãi cứt. Con này không tin. Có cái thằng cha này nó bảo là nó từng nghe câu chuyện kể lại của từ xưa thì nó biết là có Dragon Ball là cái người mà trong truyền thuyết, người một hiệp sĩ trong truyền thuyết. Đấy chính là mình.
quá ngon luôn. Đây là xương con rồng đấy, trước khi chết là nó truyền cho mình cái năng lượng. Và mình sẽ phải về báo cho lãnh chúa thôi. Về báo cho lãnh chúa, lãnh chúa về việc đã giết được con rồng. Ngon rồi. Về tranh thủ bán luôn mấy cái xương rồng nãy vừa lấy được. Mấy khi đến Wildrun nữa. Ôi dồi ôi, chắc là được tặng tí tiền tiêu Tết. Đánh mãi mày có cấp 2. Căn bản toàn mấy con kêu đánh, tôi có đánh đéo đâu. Mẹ, lên level lâu quá. Nói chung là hôm trước tôi chơi con Skyrim thì tôi thấy nhiều anh em bảo là game chán quá không hay. Thành ra là hôm nay tôi làm cái clip offline như này, tôi không chơi online cái gì đây. Nó bảo nó đang tìm ai đấy ở Wildrun. Thôi kệ cha rồi, cái gì đấy? Tiếng đéo gì đây? Phải. Đấy, như kiểu tiếng thét của bọn rồng hay sao ấy. Chắc là một con ở trong đám của nó bị giết, mẹ bọn rồng, bọn đồng loại của nó mẹ điên lên rồi. Tiếng thét to vậy. Thôi lên đây báo cáo cho thằng vua thôi. À đây, nhắc lại thêm là nhiều anh em bảo tôi là con Skyrim này là không hay chơi chán quá, thì ra là hôm nay tôi làm cái clip này, tôi không làm online, tôi làm offline thôi cho anh em xem. Để nếu mà anh em thấy nó hay thì tôi sẽ làm tiếp series về con Skyrim này. Thì thực sự là nó là một trong những cái tựa game mà vẫn được bình chọn là game hay nhất trong cái thập kỷ vừa qua. Trong vòng 10 năm qua thì con Skyrim này luôn luôn nằm trong danh sách những cái tựa game nhập vai hay nhất thế giới mở. Nhiều anh em cũng nhắn cho tôi bảo là sao con này nó cái lối chơi của nó giống con Fallout thế, con Fallout 4 ấy. Thì tôi cũng trả lời luôn là bởi vì nó cùng một nhà sản xuất, đấy là bọn Bethesda, cùng một hãng phát triển, thành ra là nó sẽ giống nhau. Ok, lão vua đâu? Báo cáo cho lão vua biết. Chuyện gì giả tháp canh? Tôi đã giết chết con rồng. Mình báo cho lão vua luôn là mình là Dragonborn. Người biết gì về Dragonborn? Tôi hấp thụ được năng lượng từ nó. Các Greybeard đã triệu hồi mình. Greybeard là ai? Họ là những bậc thầy Way of the Void sống biệt lập trên sườn dốc. À, thế là mình được một cái hội nhóm các cái pháp sư gọi đến đây, chứ không phải ngẫu nhiên mà mình đã xuất hiện. Tiếng thét đấy, cả mình có thể tập trung sinh lực và tiếng thét. Nếu ngươi thật sự là Longbow thì họ có thể dạy ngươi làm. Ok. Có khi là mình phải đến gặp bọn đến gặp Greybeard, tức là gặp những cái nhà pháp sư ở trên núi. Họ dạy cho mình cách sử dụng, dạy cho mình cách sử dụng các cái tiếng thét của con rồng. Chưa? Thưởng cho tôi cái gì đấy đi mẹ. Thưởng Tết cho cái xem nào. Ta ban Lydia làm cận vệ cho người á. Mẹ ơi, con xấu đấy ban làm đéo gì. Tặng cho mình một cái vũ khí. Tặng cho mình cái gì đấy? I don't see any signs of him being this. Từ xem mình được tặng cái gì. Rìu của Wildrun. Đấy, già. Con này nó có nó được cộng thêm cái damage stamina, cho nó khiến cho kẻ địch có thể bị mất sức khi mà dùng cái này. Có ánh màu xanh hay kìa. Hay phết, được đấy. Đấy, sủi ôi. Đẹp chưa? Quả rìu ngon phết. Ngon rồi. Từ tôi bảo em này hát cho mình bài nhỉ.
hát cho anh một bài cái. À, xem bài nào đây. Dragon, Dragon Come, Dragon Ball Come. Ok, hát về mình này. Vào đây ngồi, ngồi nghe. Sổi ôi mày, được ngồi nghe mày hát luôn. Còn vừa mẹ vừa múa vừa hát kinh vỗ tay. Em mày có nhận đáng yêu thật. Ngồi đây nghe. Ngoài trời thì đang mưa, ở trong này thì mình nghe mẹ em gái hát. Không còn gì có thể sướng hơn. Rồi bây giờ nhiệm vụ tiếp theo mình là gì đây? Móng vuốt vàng. Tìm chủ sở hữu của móng vuốt. Ơ bây giờ à đây. Đến tìm các pháp sư ở trên núi. Dạy cho mình cách để có thể dùng được cái tiếng thét. Được rồi. Ok. Có vẻ đấy là nhiệm vụ chính tuyến đấy. Ui em nào đây? Em nào đây? Ui vai. Ui mình được chỉ định em này làm cận vệ. Ngon. Ui xinh đi chứ. Lúc nãy tôi cứ tưởng là nó chỉ định cho tôi cái con xấu xấu. Xinh như này tội gì. Ok đi theo anh. Ngon rồi. Rồi ôi. Như vậy là mình có em này thì dùng vũ khí hạng nặng. Em này thì dùng mẹ kiếm vệ thương. Rồi, ngon đấy. Có bốn em đi cùng rồi. Ở kia đi cùng anh. Sẽ ngồi đây. Đây đi. À đây là ra lệnh đi thôi. Thôi rồi đi thôi. Mình đã có tổng cộng là 4 em đi cùng rồi. Không biết là giới hạn trong này nó cho phép mình dẫn theo mấy em. Đấy, tôi bảo anh em mà trò này hay mà. Anh em cứ chê, con Skyrim này không hay. Trò siêu hay luôn. Nói cho anh em biết một câu cho nhanh. Game này mà anh em lại chê là không hay. Quá hay luôn. Căn bản cũng là do tôi mod thêm thôi. Nhưng còn nếu không, bản gốc của game toàn mấy con nhân vật xấu lắm. Nếu mà anh em xem bản gốc thì anh em cũng biết nó rất là xấu. Mình mod thêm nhìn khác hẳn. Bốn em gái đâu rồi? Úi giời, bốn em gái. Mẹ. Siêu ngon luôn. Được rồi. Từ từ, nãy tôi gặp hai thằng ở ngoài cổng. Tôi gặp hai thằng không rõ là hai thằng gì, nhưng mà nó bảo nó đang đi tìm người. Nó đi tìm ai đấy ở trong cái thành này. Truy tìm ai đấy phải. Để xem nó truy tìm ai. Mẹ trời mưa kinh thế. Nắng lên tí nào. Mưa này. Đây có hai thằng nữa ở cổng thành kìa. Không biết nó đi tìm ai. À đây, đây cũng là cái con mụ. Đây cũng là con mụ mà lúc đi đánh với mình. Tôi cứ tưởng thằng vua nó giao cho mình. Nó giao cho mình cái con mụ này. Mình không cần nhưng còn giao cho mình em sinh kia thì. Ơ. Hai con này chạy chậm thế. Từ xem bọn này nó tìm ai. Mày đang tìm ai? Một phụ nữ ngoại quốc ở đây. Người Red God, người Red Watt giống bọn ta. Cô ta không dùng tên thật. Đợi ở nó sẽ đợi mình cái thị trấn Rorik Stick, cái thị trấn ban đầu ấy. Phụ nữ Red Watt. Tìm xem là ai. Vì sao mày tìm?
là nó không được vào trong thành, nó phải đứng ngoài này, nên nó mới nhờ mình đi tìm hộ. Được rồi. Để tôi xem nào. Tìm người phụ nữ. Không biết là ai. Red Watt này thì nếu mà anh em, nếu mà anh em còn nhớ thì là cái Red Watt này là lúc đầu tôi là một cái chủng tộc trong này mà da của họ thường là có màu tối. Thường là da có màu tối. Con nào? Hay em này? Đấy biết là ai? À đây, em này cũng đen đấy chứ. Em này đen này, ô xinh mà đen thế. Có khi chính con mụ này rồi, thử xem nào. Có ai khiến cho cô cảm thấy có vấn đề không? Còn em bảo là có một cái thằng luôn luôn hay cưa nó vì nó quá xinh. Cô đã được rất nhiều đàn ông tán đúng không? Một nửa đàn ông trong thành quán ăn này từng cầu hôn tôi. Ấy giả. Kinh nhỉ. Mẹ, gái xinh có khác. Ok, không phải rồi. Cái này không biết là con nào mới là con nó đang tìm nè. Once I've made enough money trading with the Khajiit caravans, I'm going to buy the bannered mare from Hulda. Đoàn lữ hành là cái gì? Nhớ biết làm nào. Tìm được cái thằng cha. À đây, đây cũng là một trong cái hiệu ứng mod đây này. Tôi mod vào thì nó có hiệu ứng là khi mà trời mưa thì giáp của bọn này nó ướt đây này. Anh em nhìn thấy không? Là hiệu ứng do tôi mod đấy, không phải ngẫu nhiên mà có đâu. Em này xinh thế, từ từ tôi sẽ tán ra, tôi sẽ cưa em này để được hôn. Ngoài đời đéo cưa được, vào game cưa tội gì. Em lạnh xinh mà hơi đen thôi. Mắt rất là đẹp, hơi đen. Được rồi. Ok, hôm nay chúng ta chơi ở đây thôi nhá. Tôi chơi ngày hôm nay như tôi nói với anh em mà nhiều anh em chê con này rất là xấu và game rất là chán. Thế ra tôi làm cái clip offline chơi tiếp như này để xem là anh em nhận định như nào. Nếu mà anh em muốn tôi chơi cái con Skyrim này thành một cái series hoàn chỉnh, chơi gọi là sau này khám phá thêm nhiều em gái xinh nữa, sau này còn lấy vợ nữa, thì anh em PM vào YouTube hoặc là anh em có thể PM về page nhé. Lên Facebook search cái page trực tiếp game, anh em nhắn tin bảo với tôi là anh em muốn tôi làm cái con game này thành một cái series hoàn chỉnh thì tôi sẽ làm nhé. Rất cảm ơn anh em theo dõi. Bye bye, see you again nhá.